Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Call of Duty 6 tiếp à. Hay đây chính là cái game phần mà chúng ta gọi là Call of Duty Modern Warfare 2 á. Mình thì thích gọi là Call of Duty 6 hơn. Không biết các bạn thế nào. Rồi thì hôm trước là chúng ta đã bây giờ chúng ta đã trở lại được cái siêu thị whisky rồi, tại whisky. Và chúng ta tiếp tục theo trung sĩ Foley để mà đi chiếm lại Nhà Trắng ha. Nói chung là đội của mình thì tương đối là đông, mình có trong tay một khẩu súng gần giật được của quân Nga và một khẩu M4A1 và chợ chuẩn của Mỹ rồi. Yên tâm, màn này có hai cái laptop thôi mà chắc không có, đó giờ mình chưa bao giờ lấy được laptop ở màn này. Màn này nó bắn ác lắm á nha. Gà có thằng tỉa kia để mình xử nó đã. Vì mà này có cái súng máy mình đặt ở đây mình bắn lại mấy cái ô này của nó cũng được. Được. À, sao tự nhiên mình nhớ này có một khẩu súng máy vậy? Không có thôi. À, nó ở đây. Chà, họ lực bắn ra quá nó trong nhà nó bắn ra lại mình. Đây. Thử hết mấy cái ổ súng của nó trước khi xong vô các bạn. Này dùng mấy súng máy này của mình bắn sập hết mấy cái ổ súng của nó. Bắn mấy thằng trên lầu nữa, mấy thằng trên lầu nó đứng nó bắn tỉa ác lắm. Đây còn một cái ổ nữa nè. Cho nó chết. À một thằng bắn tỉa, một thằng bắn tỉa, hay quá. Loại bớt hỏa lực của đối phương ra mới được. Cái ụ này lì quá ta, bắn nãy giờ chưa tập. Rồi, ok. Phút này mà không hạ cái ụ đó là mình xông lên là mình nằm luôn đấy. Nó bắn hát, trong bắn ra hát lắm. Phải chạy ra tận bên kia. Oh. Chạy lên ẩu là chết rồi không biết ngay là bị nó quân Nga nó liều lắm. Anh em xông lên đi, sao tôi mình chưa lên được không? À, mình tưởng đồng đội lên rồi mình lên ẩu là mình chết ngay. Đây mượn tạm cái tiểu liên đi, mình thích xài cái tiểu liên hơn. Chà, oh yeah, không nên lên ẩu các bạn. Đây những khúc này là dễ tươi phóng lựu lắm, tại nó từ một đường nó chạy ra đó. Đây nằm xuống và bắn cho nó đỡ rung, bị mấy cái đèn nó chiếu nữa mà bản này nó chưa cho bắn bể đèn. Oh, cái bắn tỉa hay quá, cảm ơn nha, đúng thứ mình cần. Rồi, chắc phải dùng đạn nổ nó mới nổ được cái đèn. Ê nguy hiểm, nó biết mình trốn trốn ở đó lâu ở đây mà núp lâu quá là nó sẽ tư lựu đạn nó đuổi mình ra. Nhớ rồi, còn có máy bay rớt ở đây luôn. Như là bắn chưa đủ xa. À dạ, ngược dướng. Rồi bây giờ mình đã bắn nó đúng lúc nó định bốc cỏ, quả rồi bây giờ bay trời nó nguy hiểm nha các bạn. Nhiều khi nó rớt xuống đầu chúng ta không biết được á. Tương đó thôi. Trời ơi, lựu đạn. Chọi một quả này cái hẳn lên. Đây. À, có khẩu tiểu liên Vector ở đây hả? Ờ, mình xài cái B90 nhiều rồi để xài cái này cho các bạn coi chứ không mình các bạn nói mình xài có mấy cây mình thích rồi. Rồi, ok. An toàn rồi các bạn. Hình như cái này là bạn của làm việc của tổng thống Mỹ nè phải không? Chà, ủa có cái gì trên bàn đây? Còn tổng thống không biết có cái láp nào ở đây không? Chắc là không rồi. Cái này thì được cái độ giật thấp lắm các bạn. Tương lựu đạn xông lên.
nó không bị choáng hết trời. Ê trời ơi. Coi không, nó cái độ dịch cái cử ly nó rất là thấp luôn. Mà có điều hỏa lực nó hơi yếu một chút. Qua con nó tiểu 7 mà xuống tiểu liên cũng gắn được 6 phóng lụ rồi đó các bạn. Tất nhiên trên thực tế tiểu liên cũng lấy được 6 phóng lụ. Nhưng mà con đều là cái ống phóng lụ của tiểu liên là nó nhỏ hơn so với lại xuống trường. Con này liều thật. Nó núp ngay đó nó chờ mình là... Nó chờ mình xong tới là nó xử liền. Đồng đội mình chết cũng không ít đâu. Nè lên trước đi tụi ủng hộ phía sau. Hay lắm. Lợi dụng mấy cái ống phóng lụ là mình tương phát bao nhiêu phục vụ là... Dù là không trúng nó thì nó bị cái miếng văng nó cũng đủ chết rồi. Tất nhiên là số lượng dùng có hạn nha, đã phóng lụ khó tìm lắm. Núp ở ngoài nữa nè. Rồi về cũng được. Cũng may là mình bắn nhanh hơn nó. À đây. Khúc này tương phát ba hàng rớt hết. Lâu lâu ăn hơn được một quả vậy thôi nha các bạn. Chứ một quả chết được một thằng là mình cũng mừng lắm rồi. Pha đó cũng ăn may thôi chứ mình bấm chậm cái là mình chết á. Rồi lên trước đi anh em. Vậy đi anh em mình chia nhau lên trước. Cứ bắt mình lên trước hoài đâu có được đúng không? Này ẩu này. Pha đó là mình ăn hên. Ây da. Còn có cái láp ở đây. Còn phải láp này. AK thì mình không thèm. Nó để láp này là mừng hụt. À cây này cũng khá hay nè. À đây cây TMB đây. Thích khẩu này hơn. Chơi Resident Evil 4 của Resident Evil 4 á. Các bạn không biết có chơi không. Có khẩu này bắn nó khá là phê. Tất nhiên nó không mạnh nhưng mà được cái là nó bắn nhanh đó. Cho nên là so với khẩu súng lục thì xài khẩu tiểu liên thích hơn. Mình không biết là trên thực tế thì quân Nga có xài mấy khẩu súng này hay không nha. Mình nghĩ là quân Nga họ phải xài cái BBS hoặc là cây Uzi thôi chứ không nghĩ là họ sẽ xài mấy khẩu súng phương Tây giống vậy đâu. Mà thôi dẫu sao đây cũng là game. Mà đặc biệt là game của Mỹ làm nữa thì chắc chắn là nó là miêu tả không đúng gì quân Nga rồi. À, nói chung thì thôi, nếu có sai thì các bạn cứ ngủ đơn giản ở đây là thế giới giả tưởng mà làm sao chúng ta đòi nó chính xác cả 100 nữa. Góc nhìn trong game này cũng là góc nhìn chiến tranh của người Mỹ, cũng chả phải là của một thế lực nào đó mà nó tách ra khách quan hoàn toàn được. À rồi ok, hết địch rồi. Hãy lên luôn. Phút này là bật khói xanh lên thông báo là chúng ta lấy lại Nhà Trắng rồi, không thôi không quân nó tới nó xử hết á. Tại không quân mà nó nếu mà không có tín hiệu an toàn này là nó nhìn trên xuống nó chả biết là lịch nào ta là nó xử hết luôn. Có lẽ bữa nào mình lên trên cũng nhắm máy bay cho các bạn coi nha. Còn hot của Ubisoft chơi khá là hay, hoặc là AC Combat cũng được. Mà coi AC Combat thì mấy bản đầu chơi khá hay, mấy bản sau chơi hơi khó, mình chơi không quan tài lắm, mình thử tải một cái bản hot về rồi cũng được á. Nhưng mà có một điều là nó quá khó, một số cái trường đoạn mình không biết cách điều khiển, đúng là mình không đủ khéo tay để điều khiển. Chơi con hot thích hơn, con hot 1 chơi dễ, con hot 2 chơi cũng hơi khó. Với lại Ubisoft rất thích bắt game thủ phải cày nha các bạn. Các bạn thấy con hot 1 thì cày không khó lắm, qua con hot 2 cày lấy máy bay, lấy vũ khí mới cực kỳ khổ luôn. Rồi nói chung là Washington chúng ta đã chiếm lại, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào vai đặc vụ Gary Ross Anderson ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi, nếu mình không làm thì chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm tài liệu. Sniper's in position. Roger that. Solid copy. Đây là khu vực biên giới của Nga với lại một cái nước nào đó mình chả biết. Và nếu mình không lầm thì màn này là cực kỳ nhiều bẫy và cũng là màn đau thương nhất của cái con Duty này. Con này là con
Asia hả? Kha khẩu này thì mình không biết tới, nó không biết của nước nào. Nhưng mà có cây mật, con mật chín ở đây là ngon rồi. Ồ, mình cũng trên thực tế thì cái nếu mà các bạn đụng cái mình này là chỉ có chết thôi nha, chứ có chuyện nằm xuống thoát đâu. Đây do chúng ta là nhân vật trong game nên chúng ta mới thoát nạn thôi. Tại đơn giản là dù cái bánh đạn nó không văng chúng các bạn thì cái mìn nó nổ gần chúng ta, vậy thì cái tiếng ồn nó vang trong tai mình là đủ chết rồi. Còn chúng ta cũng ù tai trón trón dáng, không thể chiến đấu tiếp được trong thời gian đó, chứ không có chuyện là mới mấy giây sau hết đâu. Một số bạn khúc này hay ào lên nhưng mà mình thì không dám ào lên kiểu đó đâu các bạn. Pháo bình ở đầu nó bắn ác thế. À hình như phải chạy qua đây, nó chạy qua là khói chứ mà ở lại là bị pháo nó bắn. Ôi trời ơi, trời ơi, anh em tỉnh. Này dùng súng ngắn bắn ngon hơn. Ồ, có một khẩu bắn tỉa. Khẩu bắn tỉa gì thế này? Con này lạ quá. Hồi đó mình có dùng khẩu này rồi mà giờ không nhớ nó. À, con hoa gì hả? Hình là súng gì cũng được. Ồ, đúng là quân Anh luôn, chơi khói rất là nhiều để áp sát. Đúng là đạo quân ở sở sinh mồ. Thôi, nhìn trúng đạn. Tự nhiên mấy thằng đó là không bắn được các bạn, nó chạy luôn để mà nó chạy được cái viện á. À, bắn tỉa với anh mà được. Cái này thì bắn tỉa, trời ơi. Rồi mình muốn phá cái cửa nào cũng được đúng không? Màn này nó với đi 6 được cái là nó cho chúng ta rất nhiều hướng đi nha các bạn. Các bạn muốn phá cửa chỗ nào được, nó cho các bạn nhiều cái lựa chọn. Tuy đây vẫn là game tuyến tính nhưng mà được cái là nó cái tính tự do của nó rất là cao. À, ào lên ẩu rồi. Trời, xe bền giữ hai phát phóng lựu mới đi. Đầu tiên mình thấy một cái xe nào mà nó bền được giữ vậy luôn. Tính mình thì thích đi từ dưới lên hơn, nên mình nghĩ là mình sẽ đột kích cái nhà này. Đột kích ở dưới này. Rồi vô. Dùng ống nhắm cái khúc này thì hơi dở. Nhắc tôi, cái thói quen của mấy người chơi gì chưa, nhưng mà nó là toàn là bắn xong mấy phát là thấy không có gì là nạp đạn. Để nó ra bất ngờ là mình không bao giờ phản ứng kịp là vậy. Mà này được cái là các bạn tha hồ mà nổ súng luôn, súng rất nhiều. Dạ, mình vừa quay qua này bắn nó xuống tiếp, chứ vì nó đông dữ. Vô đây chắc không cần bắn tỉa nữa rồi, để xài con B90 ra. Một cây nhờ, cái tỉa đâu ra vậy? Tính càng ẩu lên luôn cho bỏ gác mà thôi kệ nó, từ từ không sao. Không gấp, không gấp. Rồi. Ok, toàn lắp dởm. Đây, một đống luôn. Vô đây, màn này là các bạn tha hồ mà lựa vũ khí, khẩu nào có khẩu đó. Mình nghĩ là mình sẽ xài con này đi. Con này khá vừa tay với mình. Và xài mấy khẩu chuẩn này có riết là cũng chán. Mình nghĩ là mình sẽ xài một khẩu khác. Ví dụ con này chẳng hạn. Nạp đạn hơi lâu mà cũng được. Đã có con này để bắn gần rồi thì phải có một con để bắn xa, chứ hai con bắn gần hết thì không được. Thành ra không bao giờ mình xài cái tiểu liên, cái shotgun một lúc trơn. Cái này là chạy ra ngoài mà. Mấy chú chạy đâu. Cái này đúng cái kho, kiểu cái kho vũ khí luôn các bạn. Súng không, có súng cổ lẫn súng hiện đại. Ê mà khoan, đã lấy khẩu bắn tỉa đi, mình thích bắn tỉa. Dẫu sao có một khẩu để bắn cự ly gần rồi. Con bắn tỉa này là giống như con M82.50K nè. Bên kia xài được có một lần. Con này là con Barrett 50K các bạn.
lên đây lại thêm một mớ vũ khí nữa. Ôi trời ơi, tại vì màn nào mà nó cũng cho mình lựa kiểu này thì sướng biết mấy. Đây thì máy tính nhiều quá. Này không có láp, nó cứ để mấy cái này nó dụ mình là mình cứ tưởng láp mình hụt không. Trong này thêm một mớ súng nữa nè. Súng thôi là súng, quá trời quá đất. Mấy cây RPG nó nhìn thích thế à. Rồi lên lầu làm nhiệm vụ các bạn, thích thì cũng không tha gì hết được. Ê, cái chú này, cái thằng này nó ngáo rồi, nó quay nhầm hướng, đúng lại. Đâu đấy? Trên thực tế thì mình đi luôn phát đó rồi. Mà lúc này lên phải hai người chứ mà đứa lon hướng đồng đội mình nó cứ đi sau lưng không. Thiệt bó tài. Cũng may là thằng đó nó bắn dở. Con này độ giật nó thấp các bạn. Thằng này bắn hộp. Rồi clear. Đây lắp đây lắp đây. Ôi trời ơi được 20 cái hên quá. Có cái minigun này luôn mà mình không cho mình xài các bạn. Chỗ này là cái gì mà giống như cái kho để súng này. Rồi ok. Màn này nó cho mình nhiều cái này là tại phải thủ nè. Mấy màn thủ mà có khẩu nó có cái này xài đúng là phê rồi. That's the idea. I'm bringing up an extraction force ETA 5 minutes. Get that intel. Shepherd out. Hết mìn rồi, rồi thôi ok. Xong, chạy ra ngoài giao chiến luôn, hồi mình mới xong vô. Nó tới bằng trực thăng nếu mình nhớ không lầm. Ok, trong vòng 4 phút phải không? Trời, mạng lúc yếu chậm, mạng gì mà bèo thế. Thôi kệ, chỗ này dùng rừng núi mà các bạn mạng rừng núi thì chúng ta không chấp. À, hai cái xe kia bị bắn trái, pháo của mình bắn trái rồi. Thôi là mình dùng cái con drone chỉ đường tên lửa bắn. Trời ơi. Thôi nó tới từ hướng này cơ. Hostile neutralized. RPG team moving in from the southwest. Got it. RPG team moving in from the southwest. Ở đâu đó thấy địch đâu hết. À thấy nó rồi. Này thì con này trúng đạn là chết không nói nhiều. Đây có chỗ núp rồi. Trời mấy thằng này nó rừng kinh quá. Kiếm được chỗ nút top hết. Tại nãy nghe chỉ huy nó nói là hướng Đông Nam á, mình quay cái bản đồ mở cái map là mình coi. Mình có con này bắn tỉa khỏi chê. Này thì RPG này, RPG này. Có điều đạn anh cái mặt đạn nặng nạp hơi lâu. Bây giờ mới qua hướng đông bắc nè, tức là hướng bên này. Đây đây trực thăng nó tới rồi kìa. Trời ơi. Ê ê ê, trời ơi, ẩu rồi, ẩu rồi.
Giọt 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 thôi, vô nhà các bạn ơi. Ấy trời ơi. Ủa đồng đội chơi gì vậy, để nó chiếm mất cái nhà rồi. Nhục thế. Ủa, nó đạp hết bền của mình luôn mới ghê. Rồi mình đứng đây bắt tay. Ủa cái gì vậy trời. Đứng vậy luôn mà bắn không trúng nữa, nhục không. Cái ống tỉa mà khi các bạn không đi lên nhắm nó tính cái đồ cũng khác sao mình không hiểu luôn á. Nó độc quá. Này em đâu, cứu tôi. Anh em chiến đấu kiểu gì kìa cục vậy, nhìn âm kiểu gì mà để đối phương nó lấn vô kiểu này sao chịu nổi. Đừng nói chạy anh lầu trốn hết rồi nha, buồn lắm đó. Trời, nó từ lũ đạn vô rồi trước luôn chứ. Đây có cái súng xịn nào không? À, nó phá được cái máy của mình rồi, phải bảo vệ cái máy đó không được chạy trốn. Đồng đội gì đâu không? À. À, lũ đạn, nguy hiểm. À, nó có flash bang các bạn ơi, nguy hiểm quá. Đúng mà có con này đánh áp sát, con này con B90 ngon nữa. Nhưng mà này con B90 nó nạp đạn chậm luôn con này. Đang nạp đạn nha, nào lo thủ cái máy gì một cái. Mình tụi bay có flash là tao không có chắc. Cái gì vậy? Ủa, nó mấy thằng này tinh nhuệ quá vậy. Anh em đâu? Anh em đâu hết rồi? Vậy sao mình cần cân nổi nó đông quá. Mình không canh được một cửa nào luôn á. Đâu đây, đi kiếm cái súng bắn mà cũng bị nó chơi nữa. À không được, mà này khó chơi thiệt. Nó cho cả đống súng luôn, mà không có khẩu nào mà xài cho ta hồn á. Ông đang cứ vậy không à, đồng đội ở đâu không biết luôn á. Phát cho sọt dây để mình đi luôn. Khổ hết chỗ nói đúng là ai. Cái màn này nó bóp mình chết luôn này nè. Này thì họ dịch đỡ một khẩu này xài đỡ thì họ giờ mà lựa chọn kén chọn cái gì nữa. Phải như vậy mới chịu nổi. Cái tiểu liên bắn không thấm, mặc dù tiểu liên trong trường hợp này bắn khá là ngon mà nó độc quá. Trường hợp 1-1 thì họ đánh được. Rồi anh em yểm trợ tôi coi. Hết mìn cài luôn rồi đấy. Nó đạp mìn như không luôn. Mình cứ bị tạt bên sườn cái đó không mà sao chơi. Đồng đội đâu? Có một thằng nó chạy vô kia nó trốn rồi mình. Chắc nó trốn luôn quá chứ nó không nữa. Bắn thằng bên trái thì bị thằng bên phải nó đột nhập. Chắc kẹt ra mà càng luôn quê rồi. Nào ngon ra chơi nữa nào.
giờ tương trái bờ này bừa luôn nè. Chắc là màn này bắn không được thay đạn luôn quá. Nào hay thế, phát đi luôn ba thằng đồng đội con cũng có lúc được diệt ghê. Chắc là cứ giật súng gì mà xài luôn. Này thì lão à, rồi đó cứ bắn xong giật súng của địch mà xài luôn chứ không có thời gian để mà nạp đạn. Trời ơi, đang đánh hay nãy giờ, đừng để chết chứ. Này thì láo hả? Giờ cái đó đót ra tiếp. Ha ha. Giờ giật qua ca. Trời, mạng lại chậm nữa rồi. Trời ơi, mạng miền núi có khổ tôi không? Hết địch chưa? Ai lấy cái G18 rồi, đúng rồi. Có con này bắn là đỡ lo. Phải hết mìn thôi, mìn nó ở xa quá không đi lấy được. Chứ lấy được đi lấy rồi. Còn mấy con C4 đồ này thôi. Xin lỗi đồng chí, tôi hơi hoảng. Giờ mình đâu có bắn xa được. Lo cầm mấy cây này không. Càng máy phát cho vui thôi. Rủ nó ra vậy. Hạt bắn trả trúng phát nào cả. Đó rồi xong, hay quá. Chạy lấy xong chạy không kịp luôn vậy á. À đây, nó gửi trực thăng tới. Phải có cái RPG mới bắn được, còn không mà này không có súng chống tăng, súng gì cả. Có mỗi con RPG thôi. Súng phóng lựu bắn không phê các bạn. Vừa mới nhắm chuẩn rồi thì bị nó chơi. Tương chấp láp mới được. Này thì bay nguyên đám. Anh em bắn tuyệt lắm. Có kinh nghiệm rồi. Lấy AK đây ơi. Rồi chụp được khẩu này là chạy, cái món này là chạy liền nha. Mẹ lên, đợi mạng bèo vậy. Lẹ lên, mạng yếu quá. Rồi, giọt. Chuyện chơi. Của anh em đâu rồi? Rồi, xong. Game luôn. Ngon. Này thì láo hả? Này thì đột kích dưới hầm lên á, giờ anh đi trên xuống anh càng mấy chú hả? Ây da, kinh dữ bay. Ủa sao đánh nó không có tác dụng? Lấy cái B90 ra xài, giọt. Có đi lộn được ở bên này. Đồng cảm nha, xác định sai phương hướng. Cầm hai cái tiểu liên thì hơi sai sách đó, mà hơi kệ mình, phút này mình sai tiểu liên quen rồi. Đây là cái B90 có đầu chấm thanh nè.
3, cái cuối cùng rồi đấy. Giọt đánh lại đông quá, anh em không cứu tôi. Tại ở đây còn có kẻ thù nữa. Ủa nó tương lụ đạn kinh dữ. Ủa đồng đội mình hỗ trợ pha đó hay đấy. Mà này quân mình quá ít so với quân thù các bạn. Trời ơi, rồi bây giờ nó nã kìa. Ủa, nó chặn đường gì kinh thật. Rồi thôi liều mạng chạy luôn. Không, cái này là kịch bản nha các bạn, không phải mình chơi ngu mình dậm mìn đâu. Kịch bản là mình sẽ dậm mìn rồi đường đồng đội kéo đi. Dù phạm. Rồi ok, lúc này đồng đội đưa cho cái AK xài. Khói đỏ rồi là chúng thằng nó nã chết luôn. À, mình không thấy gì luôn để bắn á. Bắn bừa thôi, thấy mà mở đầu nhất ở đó. Ở đây một trong những cảnh đau lòng nhất của cái game này, chạy ra tới nơi rồi thì bị nó chơi. Rồi ổng nghe mình lấy được cái đó rồi ổng xử luôn nè. Lão này làm phản các bạn. Đúng hơn không phải là ổng làm phản mà là ổng cố tình tạo ra vấn đề. Để, tại vì ông này là một trong những người phải chịu trách nhiệm về cái việc mà rất nhiều lính Mỹ đã chết trong cái Call of Duty 4. Nguyên nhân là do nổ vụ nổ hạt nhân á. Thành ra ông ta cố tình, ông ta muốn có một cuộc chiến khác để mà ông ta có thể làm người làm tướng của cái trận đánh đó. Và qua đó là lấy lại danh dự. Đây là một cảnh là cũng khá là hay. Nói chung là trong cái lúc mà chúng ta đang bị đổ xăng đốt, tất nhiên là chúng ta lúc này đã chết rồi, đây là camera nó cho chúng ta quay chúng ta coi thôi. Thì là nghe cái tiếng Captain Price gọi là không được tin tưởng cái ông tướng này. Nhưng mà mọi thứ đã quá muộn rồi. Quá buồn các bạn. Rốt cuộc thì chúng ta lại chết trong tay đồng đội chứ không phải kẻ thù. Thà là chết trong tay kẻ thù như nãy giờ mình chết không có tức. Thì đã làm lính ra ngoài chiến trường mà chết trong tay kẻ thù hay là chuyện bình thường, mà bị đồng đội bắn kiểu này mới đúng là cay cay nè. Đánh trận bao năm nghiệm vài điều, đồng đội hùng kẻ thù hùng mạnh sợ bao nhiêu, đồng đội kề bên mới đáng ngại, nội tình bất ổn thế là tiêu. Cay không thể tả luôn cái màn này. KA luôn rồi các bạn nhé, xác định nhân vật này đã chết rồi. Rồi bây giờ mình vào vai của Captain của Swap các bạn. Cuối cùng nhưng mà sau cái chết của Gary thì mình sẽ được trở lại vào vai Swap. Lúc này Captain Ryan và Swap đều là bị truy nã rồi, thành ra bây giờ tất cả đều là kẻ thù của chúng ta nha các bạn. Dù là quân Nga hay là quân Mỹ gì chúng ta bắn thuốc. Trong những cái cảnh mà mình khá là thích chơi, lúc này tha hồ bắn, đứng yên chỗ bắn rồi. Chủ yếu là mình tỉa cho nó thưa bớt rồi mình chạy đó mà này chủ yếu là mình chạy trốn. Đây là xử cái thằng trên xe này nè. Mình vừa xử nó xong thì cái xe trúng tên lửa. Mình bắn phát nó hơi bị thừa rồi, buồn ghê. Ồ, thằng đó mạng lớn. Nhưng mà sau đó thì nó lại chết bởi một phát ăn hên của mình. Rồi thôi bắn tỉa hoài cũng kỳ, anh em đi. Đây B90 ngon quá. Hồi nãy chơi quân Anh mà rớt vô cái nhà đầy súng luôn. Bình thường chơi quân Anh thì chúng ta hay hơi thiếu cái tiếp tế chứ. Chơi quân Mỹ thì chúng ta hay có mấy cái thùng đạn, còn hồi nãy là rớt vô cái nhà toàn súng không. Cũng may mà nó dễ, cái là hai bên chúng ta đánh nhau mình rớt vô giữa thôi.
Thì trong lúc mình lợi dụng nó bắn nhau á, mình chơi cả hai bên. Tuy nhiên là nó phát hiện ra mình thì nó chơi, tại vì mình là kẻ thù của tất cả mà. Ây da, không được, đông quá. Được, kẻ thù còn đông quá, không lên được. Tỉa từ từ thôi các bạn. Nãy có chó nữa làm phần áp lực tâm lý mình sợ. Này láo với anh là lính bắt tỉa của anh, của đội đặc nhiệm phòng gia anh đấy. Này láo này, đừng có tưởng cú chạy là anh bắn không trúng nha. Lấy cái này càng luôn rồi bỏ ghét. Còn đầy đạn luôn, quá sướng. Đấy. Trời ơi, quay lại thì dướng nữa, khổ tôi không đang sắp lên ngon lành. Này thì láo với anh. Lấy lại khẩu bắn tỉa nào. À, bắn thằng này lại bị thằng kia, đúng là một mình giữa chiến trường khổ thiệt. Ngay đấy. Này thì ăn kém. Rồi, ok, đẹp. Màn này không nên càng các bạn, đừng để nó phát hiện ra mình thôi là mình mệt. Nổ quá hai thằng chết luôn. Thằng gì lì. Này thì bắn sọt gân với anh này. Này láo này. Này láo này. Còn cái thù đông lắm. Đủ đạn thì dễ kiếm, mà cái blast thì rất là giới hạn. Vô là đủ đạn tương lần 4 trái cũng được nữa. Rồi ok, pha đó coi như mình ăn may. Chạy đâu. Này bắn bừa này. Cái mình thích là cái B90 chính là chỗ này các bạn, đạn vô cùng nhiều luôn, thao tài. Cái ổ đạn của nó nhiều á, chứ đạn thì cũng đem nhiêu chả được. Thật ra là nó là cái khẩu tiểu liên mà mình thích nhất từ hồi chơi Counter Sky tới giờ luôn. Tất nhiên là không, nhiều bạn hỏi mình có phải là mình thích cái em thỏ hồng ở trong trên game online không, thì mình nói là đúng là mình thích em đó, nhưng mà mình thích cái khẩu này trước khi thích em đó rồi, chứ không phải là mình vì mình thích em đó mà mình cứ xài cái khẩu này. Nên khi chính từ chính vì mình thích cái khẩu này cho nên cái khẩu B90 này nè, cho nên mình mới để ý tới cái phim đó luôn, chứ không ở đó mình cũng không để ý nữa. I'm not getting paid enough to crash my plane. Này đứng dậy sao chứ đủ đạn hả? Ấy trời. Nó lên kinh quá.
phát nó ăn hên, bắn trúng chân nó gọi. Đây. Lấy được khẩu súng máy mà nó chơi với mấy thằng cặp súng máy rồi đó, khi cũng lỗ với đùa đâu. Ờ, mình ăn hên. Vậy mà trúng ngay điểm yếu của nó mới hay. Có lẽ mình nên đi bên góc để đề phòng mình bị móc các bạn. Bên này nó coi mình một cái chỗ như vậy, không biết có gì ở đây không ta. Nhiều khi nó giấu láp ở đây cũng không chừng. Không có, chắc chỗ này nó chỗ cho mình trốn rồi. Giao tranh ác liệt ở sân bay ghê chứ đùa đâu. Ska thì thôi giờ không cần. Chà, không có địch hên thế nhỉ. Mà qua mấy cái chỗ này nó hay giấu láp lắm. Có à? Không có thôi vậy. Rồi coi lên đây cứ nằm bắn tỉa thoải mái. Quân mình tới rồi đó. Rồi tỉa từ từ thôi. Trốn mà cái này bắn tha hồ luôn. Màn này thì cái xe súng máy nó trốn hơi kỹ, nhưng mà về cơ bản thì nó mà canh góc tốt thì vẫn bắn được. Này thì bắn tỉa với anh nè. Gì chứ lính bắn tỉa thì nước anh không thua nước nào hết. Đặc nhiệm hoàng gia anh đâu có vừa. Mấy bắn tỉa thì mấy chú tuổi tôm. Nhưng mà mình cũng gần hết đạn bắn tỉa rồi. Cái bắn tỉa mình được cái gắn đầu giảm thanh thôi. Đây, chà. Rồi, ok. Cái này thì hết đạn đúng lúc quá. À. Cái này có đồ phép không nên ẩu được các bạn. Ẩu là mình chết đấy. Mấy khẩu bắn tỉa đâu hết rồi ba. Nãy mình bắn được lính bắn tỉa nhiều lắm mà thôi giờ không còn khẩu nào rồi. Thôi thằng này bắn mình bắn hơn mệt thôi chứ không nó chết à. Máu đã chảy vô đó rồi sao sống được. Vừa chạy vừa bắn như vậy thì dễ trượt lắm đó chú em. Cái thằng đó là mình bắn ăn hên. Gì ở đâu đó? Ờ. Cái bắn mù luôn mình không thấy gì hết để bắn lại. Mình chạy bên này đi. Trời ơi, chỗ này đó là tính.
kệ nó. Video xin được phép kết thúc ở đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.